đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Gia Bảo xúc động khi xem lại những dòng tin nhắn cuối cùng của Mai Phương trước khi ra đi. Dòng chia sẻ của diễn viên Gia Bảo khiến nhiều người vô cùng xúc động khi nhìn lại hình ảnh vai diễn sáo nhú Mai Phương từng được khán giả yêu mến. Mới đây, thông qua Facebook cá nhân, diễn viên Gia Bảo đã khiến nhiều người không khỏi xúc động khi chia sẻ lại những hình ảnh ngày xưa thuở mới đi diễn cùng Mai Phương. Anh viết: "Đi yên lòng rồi, nhà bà bạn. Tôi nghĩ tấm hình đầu tiên sẽ là tấm hình bà thích nhất. Tiễn bà nha Mai Phương. Kiếp sau có duyên gặp lại nha. Từng rất thân với nhau hơn mười mấy năm trước. Nhớ mãi những kỷ niệm của chúng ta. Sau này tôi ăn mì Hàn Quốc sẽ luôn nhớ đến bà. Thương lắm bà Mai Phương lùng tịch." Trong đó, đáng chú ý nhất là bức ảnh Mai Phương cùng Phùng Ngọc Huy và bé La Vi trong ngày sinh nhật của cô. Đây là hình ảnh hiếm hoi về gia đình nhỏ của họ. Mai Phương và Phùng Ngọc Huy nở nụ cười rạng rỡ bên nhau, khiến công chúng không khỏi xúc động. Bên cạnh đó, Gia Bảo cũng chia sẻ những tin nhắn của cả hai trong những ngày cô bị bệnh. "Phương hả? Phương khỏe chưa? Sáng lên nha Phương. Mọi người thương Phương lắm. Cố lên nha." "Cảm ơn Bảo. 30, 31 tháng 8, anh Đà Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên làm hai đêm nhạc ở phòng trà không tên để gây quỹ cho Phương. Nhiều sao tham gia lắm. Hy vọng sẽ thật đông khán giả." "Ừ, Phương sẽ cố gắng mà. Vì con thiệt là cố gắng nha. Thương lắm. Tôi thương bà quá đi. Đừng ngại, tôi trả rồi. Đừng ngại gì hết. Ráng khỏe nha." "Trời à, mua ủng hộ mà. Bạn bè mà, tôi không giúp gì được Phương hết. Nên mong bạn khỏe là vui rồi. Nhà khen ngon đó. Cảm ơn bạn nha." Trước đó, diễn viên Gia Bảo từng chia sẻ một câu chuyện khiến nhiều người tin vào tâm linh phải nổi gà ốc. Cụ thể, khi di chuyển quan tài vào trong, di ảnh của Mai Phương đang được đặt ngay ngắn, bỗng dưng rơi xuống đất. Gia Bảo đã vội cầm lên, lau chùi sạch sẽ rồi để vào vị trí cũ. Anh và nhiều người đã không cầm được nước mắt trước cảnh tượng này. Những bình luận sau đó của nam diễn viên với đồng nghiệp cũng tiết lộ bí mật khiến khán giả rùng mình. "Em cảm nhận có gì đó Phương muốn." Đồng nghiệp Mai Phương chia sẻ: "Đúng vậy, đêm qua anh về có điều kỳ lạ ngay nhà anh." Gia Bảo tiếp lời: "Dù không kể cụ thể điều gì xảy ra, nhưng nhiều người vẫn nổi gai ốc nếu Mai Phương thực sự linh thiêng như vậy." Gia Bảo và đồng nghiệp của Mai Phương kể chuyện tâm linh trước ngày Mai Phương về nơi an nghỉ cuối cùng. Di ảnh Mai Phương được Gia Bảo cầm lên sau khi bất ngờ rơi xuống đất trong lễ di quan. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.